Thưa quý vị và các bạn, tai nạn giao thông đường sắt thường để lại hậu quả nghiêm trọng. Nhằm hạn chế tai nạn giao thông trên tuyến đường sắt qua địa bàn tỉnh, rất cần sự vào cuộc tích cực và đồng bộ của đơn vị quản lý đường sắt, các cấp chính quyền và người dân trong thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường sắt. Đây là hình ảnh kinh hoàng trong vụ tai nạn đường sắt xảy ra lúc 11 giờ 32 phút ngày 7 tháng 10 ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, do công ty cổ phần đường sắt Thuận Hải cung cấp. Hậu quả vụ tai nạn là một học sinh 15 tuổi tử vong. Tàu SE7 bị ngưng chạy tàu 20 phút. Nguyên nhân tai nạn được ngành chức năng xác định do nạn nhân điều khiển xe đạp băng qua đường sắt tại lối đi tự mở nhưng không chú ý quan sát. Theo số liệu từ Ban An toàn Giao thông tỉnh, từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 1 người, bị thương 2 người. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân các vụ tai nạn đường sắt đều do lỗi chủ quan của người dân khi băng qua đường sắt. Tuyến đường sắt Bắc Nam qua địa bàn tỉnh có chiều dài 61 km với 28 đường ngang hợp pháp, trong đó có 8 đường ngang có người gác, 17 vị trí được trang bị hệ thống cảnh báo tự động. Ban An toàn Giao thông tỉnh đang phối hợp với công ty cổ phần đường sắt Thuận Hải xây dựng hệ thống gác chắn có người cảnh giới để xóa điểm đen về nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt tại vị trí đường ngang ở xã Cà Ná, huyện Thuận Nam. Trong cái lộ trình đầu tư nâng cấp thì trong quý 4 2022 này thì ngành đường sắt tiếp tục là nâng cấp hai đường ngang có gác. Tại đường ngang này thì trước đây là cái đường ngang biển báo mà hai bên thì đã được khu dân cư là xây dựng nhà cửa cho nên là cái tầm nhìn nó bị hạn chế. Thì đã có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra. Cá biệt có một trường hợp là có tai nạn xảy ra hai người chết trên cái đường ngang này. Do đó thì được ngành quan tâm thì đơn vị là cũng đề xuất là nâng cấp cái đường ngang này thành đường ngang có gác để đảm bảo an toàn cho nhân dân qua lại. Còn đây là đường ngang dân sinh ở thôn Nho Lâm, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam. Vì đường ngang nằm trong khu vực ga Hòa Trinh, nên trước đây mỗi khi tránh tàu, đoàn tàu thường xuyên dừng qua đường ngang với thời gian trên 10 phút, gây cản trở lưu thông đi lại của người dân. Qua kiến nghị của cử tri, ngành đường sắt đã điều chỉnh khu vực tránh tàu ra khỏi đường ngang dân sinh. Đến thời điểm này thì được sự quan tâm của ngành đường sắt cũng như là Ban An toàn Giao thông tỉnh đã giải quyết được ý kiến cử tri cũng như là ý kiến của bà con. Đến nay, công tác công việc lưu thông hàng hóa cũng như là giao thông của bà con được đảm bảo. Nhằm tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, thời gian qua, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã phối hợp với ngành đường sắt khắc phục, xóa 42 lối đi người dân tự mở băng qua đường sắt, đồng thời bố trí rào chắn và cấm biển cảnh giới tại 36 lối đi tự mở còn lại, tiến tới xóa bỏ các lối đi người dân tự mở băng qua đường sắt trên địa bàn tỉnh thời gian tới. Đối với cái việc mà chấp hành cái an toàn giao thông đường sắt này, không chỉ sự nỗ lực của ban ngành, mặt khác nữa thì cần phải sự vào cuộc của tất cả người dân. Phải nâng cao cái ý thức chấp hành cái an toàn giao thông đường sắt, tại vì khi mà để xảy ra cái sự cố tai nạn giao thông đường sắt thì cái thiệt hại nó rất là to lớn về tính mạng của con người cũng như là tài sản của nhân dân. Bên cạnh sự vào cuộc của ngành đường sắt và chính quyền địa phương trong triển khai các giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, thì ý thức tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường sắt của mỗi người dân khi lưu thông qua đường sắt vẫn là điều quan trọng nhất.